Chào cậu. Ừ, chào Mai Mỏng Mai. Cậu ăn sáng chưa? Ừ, chưa. Thế sao à? Đấy? Ừ. Định mời tớ đi ăn à? Ừ, tớ đang định mời cậu đi ăn là bởi vì hôm qua tớ được mẹ tớ mua cho bao nhiêu là đồ dùng học tập đẹp ấy. Thật á? Đây nè, hộp bút xinh không? Ôi, bút màu hồng xinh thế. À, chưa hết đâu. Cái gì đấy? Cái gì á? Cái tẩy mà cậu không biết à? Ôi, nhìn nó xịn lên, tớ mượn xem một tí đi. Cục tẩy này cậu chỉ cần đẩy lên nè. Xong rồi nhá, như một cái bút ý. Đẩy, xong cậu lại đẩy nó lại, xịn không? Xịn thế. Đẹp nhỏ màu hồng này. Ui, bình thường các cục tẩy chỉ là hình chữ nhật thôi ý. Mà đây cả một cái bút tẩy luôn. Thôi cẩn thận gãy đấy. Thì tẩy mà, phải tẩy mạnh thì mới hết được chứ. Mà cho tớ mượn cái bút này về nhá. Về á? Mượn về làm gì? Thì tớ học vẽ ở nhà, thì cần có tẩy chứ sao. Tớ mất tẩy rồi, tớ mượn cái bút này. Rồi mai tớ mang trả, ngày nào mình chả gặp nhau trên trường. Ừ, thôi tớ cho cậu mượn một hôm đấy. Ừ. Nếu mà cậu thấy thì cậu xin bố mẹ cậu mua đi, cũng rẻ mà. The following day. Mai tay quái ơi. Ừ, tới đây. Cậu mượn xong cục tẩy của tớ chưa? Trả cho tớ đi. Ờ, đây. Đây tớ trả cậu tẩy này. Nhưng mà nó cứ thiếu cái gì ấy. Ơ, cái tẩy bên trong đâu? Nó không biết nói với cậu sao nữa, nhưng mà hôm qua thằng em trai tớ nó nghịch cái cũng thấy cái bút này hay, nên là tớ để trên bàn ấy, nó tự vào phòng tớ rồi nó nghịch xong mất cái lõi rồi. Mất cái lõi thì còn tẩy cái gì nữa? Thì cậu tự mua cục tẩy khác rồi cậu chế vào. Cậu nhét vào đây này rồi cậu tự dập nó. Chán cậu quá à. Cứ cho cậu mượn cái gì lại hỏng cái đấy. Thì cậu bảo cục tẩy này rẻ mà còn gì. Cậu bảo về bảo bố mẹ cậu mua lại cho cậu. Mất cái lõi rồi còn tẩy cái gì nữa. Thôi tớ cho cậu luôn cái đấy đấy. Có mỗi cục tẩy mà cũng phải giận tới như thế. Tớ chưa bắt đền cậu là may đấy. Vậy là mình đã có cục tẩy mới này rồi. Đúng rồi, mày đồ mày của mày ngu ngốc. Mình đã tự rút cái lõi ra. Cái lõi để ở nhà thì về mình sẽ cho lõi vào. Thế là mình lại có một cục tẩy màu hồng. Siêu xinh. Đỡ mất tiền mua. Mai tay quá. Ôi, tớ đây. Có gì đấy? Cho tớ xem với. Tớ không có gì đâu. Cất sang bên đấy. Có cái gì đâu. Ui, cậu có kẹo à? Cậu có kẹo Mentos à? Ui, nhìn ngon thế. Cho tớ xin một viên đi. Tớ đi, tớ một viên. Tớ có mỗi mấy viên kẹo mà cậu cũng xin à? Sao cậu không phải thích xin xỏ đồ của tớ thế? Tớ thấy cậu có một cây thì cho tớ một viên kẹo đi. Cậu tự đi mà mua đi. Có mỗi mấy viên kẹo nó cũng xin xỏ. Tớ mà cứ nhìn. Cậu quá đáng. Lấy đồ của tớ được, tớ cho cậu mà cậu không cho tớ. Cậu nhớ đấy. Rõ ràng từ hôm qua cậu cho tớ thạch thì tớ có xin cậu đâu. Mày tay quá thật, quá đám. Đi học về rồi mệt quá. Mỏi hết cả mắt. Đi ngủ thôi. Đi ra kìa. Mai tai quái đáng ghét. Ta là thần công bằng. Ta đã chứng kiến hết những việc làm xấu xí của ngươi. Bây giờ ngươi sẽ bị trừng phạt. Ngươi phải trả hết đồ cho Mai Mỏng Manh và thực hiện thử thách ăn đồ màu hồng trong vòng 24 giờ. Nếu không ngươi sẽ nhận lấy hậu quả. Cái gì này? Có thần công bằng thật á? Nhưng đâu mình sẽ bị trừng phạt thì làm sao? Sợ quá. Con xin lỗi, con sẽ mang đồ trả cho Mai Mỏng Manh nhé. Ôi trời ơi. Chỉ là mơ.
sao, nhảm nhí, làm gì có thành công bằng thật. Chẳng có thành công bằng thật cả. Chẳng có mảnh giấy nào cả. Sao là mấy hôm nay toàn xem phim viễn tưởng mà. Lại bị ám ảnh rồi. Đi học thôi, đi học thôi. Ôi, mỏng anh, cậu nói có thật à? Tớ một cái đi. Mỏ xanh. Ở trước ăn thử vị này bao giờ không biết vị này là vị gì nữa. Mai tay quái ơi. Sao? Trên mũi cậu, mặt cậu có cái gì ý? Màu xanh xanh, tự nhiên nó nổi lên kìa, nhìn ghê quá. Cậu lại tào lao. Cậu xem đi. Ôi à, sao cái mũi cậu xinh lè lè đây, cậu phù phép gì mà cái này đúng không? Không, tớ không hề biết gì cả. Từ từ, giấc mơ. Chả lẽ giấc mơ là thật? Giấc mơ gì cơ? Không có gì. Mày cậu ăn nốt đi. Phải ăn đồ màu hồng. Cái gì màu hồng bây giờ? À, còn cái kẹo ngắn dở hôm qua. Màu gì đây, lên xem nào. Màu hồng đây rồi. Nó từ bên này ăn hết cả mấy cái à? Mày tay quái vào mũi cậu hết rồi. Trên mặt cậu không còn cái xanh xanh này nữa đâu. Thật không? Ừ thật. Ồ, mũi hết rồi này. Vậy là giấc mơ đấy không phải là mơ mà là thật rồi. Mình phải trả hết đồ cho Mai Hồng Anh để còn thực hiện thử thách 24 giờ ăn đồ màu hồng á. Đấy mà cứ toàn lấy đồ màu hồng của nó, biết thế lấy mấy màu xong. Mà Mai Hồng Anh ơi, từ học tập cậu tớ đền lại cho cậu lên này. Ờ, cảm ơn cậu nhá. Tớ cứ tưởng là mất rồi cơ. Ờ thôi, không ngờ cậu cũng lại đền cho tớ. Tớ trách nhầm cậu rồi, tớ xin lỗi cậu nhá. Không có gì đâu, tớ học tiếp đi. À, thật không ngờ là mình xấu tính như vậy, bị ông thần công bằng ông nhìn ra. Cùng bây giờ ông trừng phạt bắt phải ăn đồ màu hồng. Nếu mà mình ăn bất kể màu nào khác ngoài màu hồng ý, thì mình sẽ bị nổi những cái màu lên trên mặt. Thôi mà mặt xấu thế thì làm sao làm đi học, đi chơi với bạn bè. Nên là mình đã chuẩn bị rất nhiều món đồ ăn màu hồng. Nhưng mà hôm nay thì dành cho bữa sáng thì mình sẽ ăn món cháo tươi này. Vậy là mình đã chuẩn bị xong một tô cháo màu hồng này các bạn ơi. Trời ơi, ngon quá. Các bạn biết sao mình chọn cháo để ăn sáng không? Nó vừa nhanh vừa tiện mà đầy đủ chất dinh dưỡng. Bây giờ, à đúng rồi, không thể thiếu thức uống màu hồng. Nước vải ép nhỏ nhỏ xinh xinh như này thôi. Ngon quá. Có vị bò các bạn ạ. Mình nhai được cả miếng cà rốt nữa cơ. Uống một miếng nước xem nào. Mình cũng chưa uống nước này bao giờ. Nhưng mà nhờ thử thách màu hồng nên là mình đã mua thử nước này để mình uống. Có thạch bên trong cơ. Đâu, không phải thạch các bạn ạ. Hình như là có cả miếng vải trong đấy. Thôi phải ăn nhanh rồi còn đi học. Ôi, buổi trưa hôm nay các bạn ở lại, các bạn ăn bao nhiêu món đồ ăn ngon, ăn vặt nữa mà mình không được ăn bởi vì nó không phải có màu hồng nên mình không dám ăn. Thèm thế, chắc là mình bị nghiệp quật rồi các bạn ạ. Mà đồ ăn màu hồng mới tìm còn khó nữa. Mình lại phải về nhà rồi nghĩ. Thôi mình nghĩ chắc là trưa nay mình sẽ ăn vặt thôi. Bởi vì sáng ăn cả một tô cháo to như thế rồi cơ mà. Trên đường đi học về tiện mua, mình đã tận rẽ qua tạp hóa này, mình mua vài món ăn vặt màu hồng lên này. Có thạch á, kẹo, dâu. Giờ anh sẽ ăn kẹo trước. Kẹo, dâu, sữa. Mình nghĩ nó hơi ngọt nhưng mà không ngọt lắm các bạn ạ. Nó cũng được. Cái này này ngon lắm. Ôi chết rồi. Ha ha. Mình nhìn ngoài màu hồng, mình cứ mua xong cái bánh này màu nâu như này cơ mà. Xem nào. À, may quá các bạn ạ. Ở đây có một lớp kem dâu màu hồng. Trời ơi, không thì mình lại bị mặt mình đen xì xì mất. Chiều đi học kiểu gì. Mở ra nè. Wow. Ôi, có cả vị sô-cô-la này. À, mình không được chấm cái lớp kem sô-cô-la này. Chỉ được chấm bên màu hồng thôi các bạn ạ. Không biết hai cái này mix vào nhau thì có biết có ngon không nữa. Mình muốn thử quá nhưng mà không được ăn. Ôi, tớ kem dâu cũng ngon mà.
Nhưng mà mình vẫn muốn thử lớp kem sô-cô-la như nào nữa. Tên có 30 phút để ăn thôi, mà nãy giờ ăn hết 30 phút rồi. Ui, còn 10 phút nữa là vào giờ học rồi kìa. May là nhà gần trường ấy. Thấy yêu ai bị chuối thì phải. Dâu bị chuối thì phải. Mà không sao, thấy không nào có hương vị. Dù sao thạch vẫn màu hồng, thế ăn rồi. Ôi giời, mình nghĩ là kẹo cao su này đến mình sẽ chia với Mai mỏng may. Không thì như đâu lại bị nhiễm khuẩn. Mong là ông thần công bằng sẽ nhìn đến hành động tốt đấy của mình. Đi học thôi. À, đi học về rồi mệt quá. Tối nay mình đã quyết, mình đã nghĩ ra một món là nước uống này với cả mì cay màu hồng. Mình thấy vỏ màu hồng xinh. Tối nay mình ăn mì cay uống nước này. Vì là bữa tối bây giờ mình đang giảm cân, thế là mình chỉ ăn như này thôi. Chưa sợ ăn nhiều món mặn quá thì mình béo. Bây giờ mình sẽ đi nấu mì nhá. Đây mình nấu xong hộp mì rồi các bạn ơi. Nhưng mà mình quên mất là nó chỉ vỏ ngoài màu hồng thôi, bên trong nó màu cam này. Làm sao đây, nếu mà mình ăn cái màu cam này mình sẽ bị dính ngay lên trên mặt mình. À, mình nghĩ rồi. Bây giờ mình ăn một miếng mì, mình uống ngay một hớp nước này màu hồng. Đúng rồi. Thế là mặt mình sẽ không bị sao cả. Cái mì to to. Thông minh quá bạn. Để ăn xong bữa này mình đi ngủ. Thế là mình đã thực hiện xong 24 giờ ăn đồ màu hồng rồi. Cuối cùng thì cũng đã xong 24 giờ. Bây giờ mình sẽ yên tâm đi ngủ rồi. Và mình sẽ hứa lần sau mình sẽ không bao giờ làm những điều chuyện xấu tính như thế với Mai Mỏng Manh nữa. Động đến Mai Mỏng Manh là cứ bị làm sao ấy. Mấy lần rồi. Và video của mình đây là kết thúc rồi. Nếu bạn nào thấy hay hãy cho mình xin một like nhớ chưa. Và nhớ đăng ký, bật chuông thông báo để thật nhiều thông tin về kênh của mình Friday. Và mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến hết video này của mình. Tạm biệt và hẹn.